là giai nữ chính với rất nhiều ưu điểm, người hậu phi tình nguyện lui về làm hậu phương cho thái chăm lo sự nghiệp, hết lòng vì chồng vì con, hiếu lễ với mẹ chồng. Nhưng khi biến cố xảy ra, cách xử lý của cô làm cho khán giả không ít lần bức xúc vì cô quá nhu nhược. Biến cố xảy ra từ khi Thái gặp với Trà. Khi biết chuyện, thay vì có hành động cứng nhắc để bảo vệ gia đình hoặc dằn mặt Thái thì cô cứ thế cam chịu để níu kéo người chồng lăng nhăng, gia trưởng, nhu nhược và cục súc. Bị chồng xúc phạm, coi kém cỏi nhưng cô vẫn cố níu kéo không muốn ly hôn. Không chỉ phải chịu đựng sống như một người ở trong nhà, cô còn phải chịu sự cầm nạt, lợi dụng của chính mẹ ruột và em trai. Đây chính là một trong những nguồn cơn quan trọng dẫn đến việc cô bị Thái coi kém cỏi, chửi mắng thậm tệ khi liên tục hỏi xin tiền chồng. Mỗi lần như vậy, dù bị chồng xúc phạm, khinh kém cỏi thì cô cũng chỉ biết câm nín, nhịn nhục. Cũng có lúc cô sáng suốt hơn khi lập kế hoạch để dạt mặt Trà nhưng quá trình thực hiện lại khiến khán giả thêm thất vọng. Chẳng hạn, cô hai lần hẹn gặp Trà với mục đích quay live clip cho Thái xem để chồng tỉnh ngộ. Nhưng cả hai lần đều thất bại. Lần một là bị Trà giật điện thoại, xoa tờ ngờ chưa ngờ. Lần hai, cô có thêm bạn hữu là em trai nhưng thành quả cuối cùng là gậy ông đập lưng ông. Cô hai lần bị Trà giật điện thoại thủ tiêu chứng cứ. Sau khi đã quay cờ kha kha như ngờ câu no y tha chờ thư cờ của A Trà, hai chị em vui lòng đến mức không thể kìm lòng, ngờ xem la y đoa nờ di đeo ngay trước mặt Trà dù cô đã từng bị đình địch giật điện thoại một lần. Vậy là, kịch phiên bản cũ tiếp tục lặp lại, tranh thu lu cờ ca 20 d for ngờ, Trà dung ngờ la y chiêu cu la lao tờ y giật điện thoại rồi y nê mờ qua cư a sô đê thu tiêu ngờ chưa ngờ. Ngay lúc đó, Thái xuất hiện, Trà lu loa lên và giải giải khiến Thái tin là cô bị hai chị em khuya bước kiếp. Khán giả bình luận, xem mà ức chế. Đạo diễn chả có lý do nào hay hơn thế. Thà đừng mày đặt quay thì hơn. Hai lần đều bị giật điện thoại. Lần nào đương đầu với Trà, Khuê cũng nhận về cảm nghe thề. Bị chồng cầm nạt đã đành, với Trà tiểu tam, thay vì là người cửa trên, Khuê cũng không ít lần bị làm nhục. Trong lần đến gặp Trà, Khuê nhắc nhở, đàn ông ngoại tình thì dễ nhưng bỏ hậu phi bỏ con thì khó, kéo quần lên là trở mặt ngay nên đừng dội đắc ý em a. Chỉ có hai đứa con, em có gì mà đòi đấu với chị. Trà tuyên bố khiến Khuê tái mặt rằng cô đang mang thai con của Thái. Còn hai đứa con của Khuê dù sao cũng chỉ là con gái, không có rét trị nối dõi tông đường. Dù là người thứ ba xem vào hạnh phúc gia đình của Khuê nhưng Trà lại luôn diêm giáo. Trà từng thử thách Khuê, vừa già nua vừa xấu xí, đã không biết chiều chồng còn không biết chăm sóc con, chỉ lấy gì để đấu lại tôi. Thêm vào đó, tiểu tam còn 5 lần 7 lượt chơi xấu khuya khiến hai hậu phi chồng lục đục, cho thấy cô ở thế yếu ớt quá rõ. Màn đánh khen được khen đỉnh cao của Uyên trong về nhà đi con. Trong khi đó, cũng là câu chuyện chồng có tình cảm với người khác nhưng ở về nhà đi con, khán giả từng được phen nức nở khi Uyên hậu phi thành đến gặp Nguyễn để thì thầm. Không vùng ngàn la lối, những lời Uyên nói với Nguyễn được cho là vô cùng sâu sắc và cao siêu. Uyên nhắc nhở Huệ nên quên gia vị cũ, thói quen ăn uống của người yêu cũ đi, vì dù gì thì người đó bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của Uyên. Sau đó khẳng định tự do của mình đối với chồng trước mặt người phụ nữ khác, tôi không thích đôi co về đàn ông, đặc biệt lại là đàn ông thuộc sở hữu của tôi. Uyên dằn mặt chồng cao siêu chứ không như cô. Với chồng, Uyên cũng có màn dằn mặt cao siêu, cô chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để ăn cùng chồng. Cô nói rằng có lẽ thời gian qua cô không có thời gian để chăm sóc việc ăn uống của chồng nên thành thế hệ chán cơm nhà. Trước mặt chồng, Uyên cũng không giấu giếm việc cô đã gặp Nguyễn để dứt câu chuyện lùm xùm này, đồng thời tuyên bố rằng từ giờ, gia đình họ sẽ không ăn đồ ở bếp của Nguyễn nữa. Mặc dù Uyên không được chồng bảo vệ với cách làm này nhưng với khán giả, đây được coi là màn đánh khen văn minh nhất của biên kịch và đạo diễn. Trở lại với hoa hồng trên ngực trái, việc khán giả ghét Khuê, bức xúc với cách ứng xử của cô có phần ngăn ước. Vì suy cho cùng, đó là ý đồ của đạo diễn, không chỉ với diễn viên mà còn với chính cảm xúc của khán giả. Chính Hồng Diễm cũng bức xúc khi đọc kịch phiên bản.
Chính diễn viên Hồng Diễm khi đọc kịch phiên bản cũng cho biết cô khá bức xúc với nhân vật của mình. Nhất là 5 tập đầu, nhiều phân đoạn khiến cô cảm thấy khó chịu, ức chế và vô lý. Tôi có thì thầm với đạo diễn và hỏi tại sao lại để giai khuya dại dột nết như vậy, nhưng mà đạo diễn và biên kịch có lý do của họ và họ thuyết phục được tôi, nên tôi đồng ý và làm theo kịch phiên bản, Hồng Diễm nói. Cô trấn an khán giả rằng việc đưa ra những tình huống ức chế như vậy là để mọi người nên nhìn vào khuya mà rút kinh nghiệm cho việc lấy chồng. Tôi nghĩ nên nhìn mọi khía cạnh của cuộc sống theo chiều hướng tích cực, đó là đã gặp những chuyện như vậy rồi thì mình phải rút kinh nghiệm như thế nào. Có người nói rằng phụ nữ sáng suốt đáng yêu không bằng may mắn, tôi nghĩ đó cũng không phải là sai, nghe có vẻ phi lý, số phận quá, nhưng bằng trải nghiệm của mình thì tôi nghĩ phụ nữ gặp được người đàn ông tốt thì cuộc sống sẽ khác rất nhiều. Cái không may mắn của cô là gặp phải người đàn ông không tốt mà không hề hay biết, có lẽ cô ấy thiếu sự nhạy cảm, thiếu quan thứ sáu của một người phụ nữ. Ở cùng một người đàn ông 10 năm mà anh ấy đối xử với mình như vậy, lẽ ra cô ấy sẽ phải tính đường lui. Và với những tập tiếp theo, khi Thái và Khuê đã ly hôn, rồi những toan tính lộ liễu của Trà không cần đợi đến cuối phim, khán giả cũng đã dự đoán phần nào về cái kết của phim mà lợi thế sẽ nghiêng về Khuê.